Hello, chào các bác nhé. Hôm nay bên em về được một cây lưu manh 105 màu màu trắng ha. Hàng về cây này cũng rất là đẹp nha. Tuy nhiên cũng một hai cái vết vết hằn nhỏ nhỏ chỗ này nha. Đó, bên đây nè. Kiểu như vết hằn vậy, không có chày đâu vì nó có lộ rõ. Nó chỉ kiểu như xước nhỏ nhỏ gì đó. Về tổng quan là còn rất là đẹp nha, nhưng mà có một hai cái vết xước mờ như này, chỉ là mờ thôi ha, chứ nó không phải là nó xước rõ. Đó, đây các bạn. Ngoài ra thì còn lại rất là đẹp nha. Trên đít nè, ha, 105 Sosuri, cái mét 105 các bạn ha. Còn đây là phía trong của con mít ha, này chụp mít này, mẹ con ha, con mới sáng trưng ha. Đây, cây này thì giá là 13 triệu các bác nha, chỉ một cây thôi ha, giá 13 triệu. Thì trong cái về nó có thêm cái túi đựng mít nữa nha, túi đựng mít này, đây nó có kẹp mít này, và ở trong này nó có thêm cái sổ sách sách hướng dẫn ha. Rồi, giá của cái này là 13 triệu các bác nha. Cam kết hàng chính hãng nha. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.